nó là một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn được nữa. Đó là chiếc vang KM8FX đi cùng với chiếc nâng tiếng CB600. Thì nó phải nó xử lý âm thanh quá là hay, quá là tuyệt vời. Chiếc nâng tiếng thì nó có nhiệm vụ là thứ nhất là nâng tiếng ca, tiếng hát, thứ hai là nâng cái pha nhạc lên. Nhưng con nâng tiếng TD-CB600 hiện nay là được tích hợp cả giải mã số đó. Nên với những cái file nhạc điện tử như hiện nay thì nó hoạt xử lý rất là tốt, nhạc rất là hay. Với bây giờ nó beat nhạc vào cái thời đại như thế này thì chiếc nâng tiếng này nó đã khai thác được, đã làm chủ được những cái file nhạc như vậy. Chính vì vậy suốt quãng thời gian từ lúc nó ra thị trường đến giờ nó luôn là một cơn sốt. Và để tiếp nối cái thành công của con ZAKM8FX thì hãng WeWood đã dựa lên cái nền tảng cũ của con KM5FX, đã cho ra con KM8FX này. Con KM8FX này thì được cải tiến thêm về cái chất lượng xử lý nhạc cũng như là cái khả năng trình diễn karaoke, và hãng WeWood đã đưa thêm vào như là Bluetooth này. Đấy. Cổng cắm USB và có cả cổng quang nữa, và cổng 5.1 nữa. Đấy. Rất là đầy đủ các tính năng, các cổng kết nối và feedback ra đằng trước này. Và tất cả các nút tinh chỉnh thì được làm gọn sang một bên để chừa chỗ cho những cái phần chỉnh cơ như là effect này và mix EQ và music EQ. Cái dòng này vẫn sử dụng 48 bit giải mã vào 48 bit DSP và ghi nhớ được 8 lập trình của cái hiệu ứng tiếng mic nhé. Chúng ta sử dụng vào những các mục đích như là hát này, hay là MC phát biểu. Con này nó là con vang số nhé, nhưng chúng ta có thể chỉnh bằng cơ. Như ban nãy em có lấy một chiếc tua vít để em chỉnh này, nâng cái giá chép giá chung này, cái bát này lên. Đây là effect tổng này, đây là mic volume. Khi chúng ta hát karaoke chúng ta vặn lên, khi nào chúng ta cảm thấy nó nhẹ là được. À, các bác lưu ý cho em nhé, cái đường AOX và Redirect này, cái đường này chúng ta cắm đường nào chúng ta sẽ chọn ngõ vào đường đó. Còn chỗ này thì nó sẽ là tương ứng như chọn ngõ vào đấy. Các cổng đằng sau thì với những con KM8FX này thì nó có cho chúng ta cả quả xuất ra bằng hoa sen và cam nông. Như vậy các bác mà mua đầu với âm ly, em sẽ tặng cho các bác cái sợi dây 0.8 để kết nối hoa sen với nhau, đỡ phải dùng dây cam nông. Vâng, anh Nguyễn Ngọc Hùng, anh Nguyễn Ngọc Hùng, anh ở phường 7, thành phố Hồ Chí Minh. Anh ở quận 7 chứ, vâng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, em về phường, em xin lỗi. Quận, vâng. Một chiếc vang KM8FX cộng với một chiếc nâng tiếng CB600 và một đôi chép dài nữa. Chúng em xem đóng hàng tất vào cho anh nhé. Ok, em sẽ test thử tiếng mic cho anh nghe nốt xong để em đóng hàng cho anh. Đấy, khi chúng ta muốn hát chúng ta phải tăng lên một chút. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy là ok rồi. Nghe cả cái nó khả năng xử lý chống hú nó rất là tốt, chống hú rất là khỏe. Rồi, em sẽ dừng video anh Hùng nhé, anh Nguyễn Ngọc Hùng. CB600 và KM8FX em sẽ đóng hàng gửi cho anh. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh Hùng ạ.